Trong vụ việc một số giáo sĩ, giáo dân tại giáo xứ Thái Hà có những hành vi vi phạm pháp luật, phá tường rào, chiếm đất của công ty may cổ phần Chiến Thắng tại 178 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội, Tòa Tổng giám mục Hà Nội và bản thân Tổng giám mục Hà Nội Ngô Quang Kiệt đã liên tục công khai phát tán những bài phát biểu, thư hiệp thông và trực tiếp đến khu đất của công ty may cổ phần Chiến Thắng để cùng một số giáo sĩ, giáo dân cầu nguyện trái phép. Họ đã gây rối an ninh trật tự tại đây, đồng thời kêu gọi giáo sĩ, giáo dân ở các địa phương khác trong cả nước tập trung đông người tại giáo xứ Thái Hà nhằm gây áp lực với chính quyền đòi lại đất. Trong buổi làm việc sáng 20 tháng 9 với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo, Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt và nhiều giáo sĩ đã đổ lỗi cho chính quyền đẩy những người Kitô giáo ra khỏi chỗ đứng của cộng đồng Việt Nam, nhưng trên thực tế, bằng những thủ đoạn kích động giáo dân, tổ chức thực hiện các hoạt động quá khích gây mất an ninh trật tự và ổn định xã hội, chính Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt và một số giáo sĩ đã đang âm mưu chủ tâm phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, mưu toan quốc tế hóa sự việc khi trắng trợn xuyên tạc, bóp méo sự thật, tạo cớ để các thế lực thù địch ở nước ngoài rêu rao về cái gọi là đàn áp tôn giáo ở Việt Nam. Mặc dù chính quyền thành phố Hà Nội đã tỏ rõ thiện chí để gặp gỡ, lắng nghe những khiếu nại, đồng thời giải thích cặn kẽ những thắc mắc, nhưng không những cố tình không hiểu vấn đề, Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt và nhiều giáo sĩ vẫn tiếp tục xuyên tạc sự thật, bịa đặt, vu cáo chính quyền. Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều và chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam. Câu nói này của Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt đã xúc phạm nặng nề đến tất cả những người dân Việt Nam chân chính. Ngay sau đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Thế Thảo đã cảnh cáo ông Ngô Quang Kiệt, Tổng giám mục giáo phận Hà Nội vì có cách phát ngôn miệt thị chính dân tộc mình, đất nước mình, gây bức xúc phẫn nộ trong nhân dân thủ đô. Ngô Quang Kiệt, bán nước, tại sao mày đẻ đâu ra, mày sinh ở đâu ra mà mày lại là chê dân tộc Việt Nam? Mày không muốn làm người dân tộc nữa. Thằng dân Việt Nam nó không đụng đến đi thôi, nhưng mà đụng đến từ ải lòng dân Việt Nam. Để cũng nghĩ đến phá pháp, thì còn lấy cái thằng phản động này là... Và đây là ý kiến của người dân xóm Đạo Văn Nghĩa, Lạc Sơn, Hòa Bình. Hóa ra như thế là gần như là đổ lỗi. Về quan điểm thôi, đổ lỗi làm ảnh hưởng đến xã hội. Làm gọi là gây mất đoàn kết giữa dân với cán bộ, và giữa cán bộ với dân.